ổ cắm, công tắc điện là những cái vật dụng không thể thiếu trong gia đình. Tuy nhiên, cách lắp đặt làm sao cho thuận tiện và an toàn thì không phải ai cũng có thể nắm được. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về cách các bạn lắp đặt và bố trí ổ điện sao cho hợp lý. Và hy vọng là các bạn cảm thấy hay thì hãy like và subscribe kênh Tết Hương của chúng mình nha. Và mình là Minh Thúy, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu luôn video ngày hôm nay nhé. Trước khi mà các bạn bắt đầu thực hiện lắp đặt điện cho một căn phòng, cần phải lập một kế hoạch hoặc một sơ đồ thể hiện tất cả các yếu tố mà các bạn muốn lắp đặt, từ công tắc hoặc phích cắm cho đến các thiết bị điện khác như là TV, điều hòa, tủ lạnh, hệ thống âm thanh, ánh sáng. Điều này sẽ cho phép bạn biết trước những cái vật liệu các bạn cần thiết, các bạn cần mua và cái cách lắp đặt ra sao cho phù hợp, khoa học nhất, hạn chế tối đa về rủi ro. Sau đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái tiêu chuẩn chiều cao khi mà các bạn lắp đặt ổ điện, ổ cắm. Đối với ổ cắm thì các bạn sẽ cần phải lắp cao trên mặt sàn tối thiểu là 0,3m để tránh cái hiện tượng là rò rỉ, ẩm thấp, bị ngấm nước chẳng hạn. Còn đối với những cái gia đình mà có trẻ nhỏ thì tốt nhất là các bạn nên đặt ổ điện ở trên cao tầm trên 1m đến 1m5 trở lên thì sẽ an toàn hơn đối với những gia đình có trẻ nhỏ. Thứ hai, đường dây điện phải cách cửa ra vào tối thiểu là 10cm. Thứ ba là việc dây điện ngầm tới các ổ cắm, công tắc điện phải bắt đầu từ trục nằm ngang và bố trí thẳng với bảng điện, ổ cắm điện và công tắc. Đối với công tắc đèn thì nên bố trí gần cửa ra vào, cách mặt sàn từ 0,7 đến 0,9m. Kết thúc phần tiêu chuẩn chiều cao khi các bạn lắp đặt ổ cắm, ổ điện thì mình sẽ chuyển sang cái phần là quy tắc các bạn bố trí ổ cắm sao cho phù hợp đối với khu vực không gian phòng khách. Phòng khách là một nơi có không gian khá là rộng và được coi là bộ mặt của ngôi nhà. Chính vì vậy, việc mà các bạn lựa chọn công tắc, ổ cắm và bố trí cần đảm bảo cái yếu tố thẩm mỹ. Bên cạnh đó, không gian phòng khách là nơi mà các bạn trưng bày rất là nhiều đồ đạc thẩm mỹ nhất. Vì thế, nếu như các bạn không biết cách bố trí công tắc cũng như ổ cắm điện cho hệ thống âm thanh, ánh sáng khiến cho ngôi nhà trở nên là không ngăn nắp, khó khăn trong việc các bạn sinh hoạt và khó khăn trong việc các bạn sử dụng. Đầu tiên, đối với việc các bạn làm ổ cắm thì các bạn nên lắp đặt 3 ổ cắm ở gần khu vực TV để dành sử dụng cho TV, loa và những thiết bị khác như máy chiếu hay là đèn phòng khách. Còn đối với khu vực bếp thì cũng sẽ có một số nguyên tắc sau khi mà các bạn bố trí ổ cắm điện. Thì như mọi người biết, khu vực bếp này thì là cái khu vực mà sẽ có cái nhu cầu sử dụng điện nhiều hơn so với những khu vực khác. Chính vì vậy, việc các bạn bố trí ổ cắm, ổ điện cũng sẽ nhiều hơn. Khu vực này thì các bạn có thể kể đến có rất là nhiều thiết bị điện như là tủ lạnh này, lò vi sóng này, nồi cơm này, nói chung là có rất là nhiều. Thì chính vì vậy, các bạn cần phải bố trí làm sao cho thật là hợp lý các cái khu vực này. Thì nó sẽ có một số những cái lưu ý sau đây để các bạn có thể lắp đặt, bố trí ổ cắm điện làm sao cho phù hợp. Cần phải có ít nhất 5 ổ cắm cho các thiết bị điện sử dụng liên tục. Nên thiết kế ổ cắm đằng sau với những thiết bị chiếm diện tích không gian trong phòng bếp. Công tắc dành cho hệ thống điện chiếu sáng nên đặt ở vị trí ngoài khi bước vào cửa. Không nên thiết kế các công tắc ổ cắm điện gần khu vực nấu nướng để tránh xảy ra sự cố cháy nổ. Đối với ổ cắm trong bếp nên để cách mặt sàn khoảng 130cm. Tiếp theo, nên thiết kế thêm quạt thông gió hút mùi nhà bếp để không gian được trong lành và sạch sẽ. Còn đối với công tắc khi mà các bạn lắp đặt ở trong phòng ngủ thì các bạn có thể lắp đặt ở khu vực cửa ra vào để khi mà các bạn mở cửa vào các bạn có thể bật ngay đèn hay là điện ở trong nhà lên. Hoặc ngoài ra các bạn có thể lắp thêm một công tắc ở khu vực đầu giường như đây, khu vực này. Nên theo mình nghĩ là các bạn nên lắp đặt thêm một cái hệ thống ở khu vực đầu giường để các bạn thuận tiện trong việc của các bạn khi mà các bạn đã lên giường ngủ rồi mà các bạn không muốn phải đứng dậy đi ra bên ngoài cửa để có thể tắt điện. Thì điều này là điều mình rất là thông minh, mà hầu như tất cả những căn hộ hay là những công trình mà TS Home thiết kế thì hầu như là đều làm theo cái hệ thống điện như thế này. Còn đối với hệ thống điện điều hòa thì các bạn nên lắp đặt ở khu vực gần cửa sổ, khu vực khoảng view chẳng hạn, để tránh được cái tình trạng là phải đi dây điện quá xa hoặc là dây điện treo lơ lửng ở trong nhà. Nhà tắm, nhà vệ sinh thường chứa nhiều hơi nước nên việc mà các bạn lắp đặt, bố trí công tắc ổ cắm điện cần phải đảm bảo an toàn và khoa học. Không gian này thì chủ yếu sử dụng các cái thiết bị điện, đó là hệ thống bóng đèn điện này, bình nóng lạnh này, quạt hút mùi, bóng đèn sửa cho gia đình có con nhỏ hoặc là người già. Thì vị trí lắp đặt công tắc nên thiết kế nằm ở ngoài cửa, không nên đưa vào trong phòng tắm, vì trong cái quá trình mà các bạn rửa, nếu mà không để ý thì quan sát thì chẳng may là các bạn vòi xịt nước mà xịt mà vào công tắc thì có thể gây chập điện nếu mà ổ cắm không được đấu cái đầu nối thật là cẩn thận. Tuy nhiên, trong cái trường hợp bắt buộc phải lắp đặt ở bên trong thì các bạn cần phải lắp ở những cái vị trí cao ráo, cao, tránh tiếp xúc với mặt sàn quá thấp.
Như vậy, kết thúc video ngày hôm nay thì mình tin chắc rằng là các bạn cũng có thể nắm được rất là nhiều thông tin bổ ích về việc các bạn bố trí ổ cắm, ổ điện làm sao cho phù hợp trong một ngôi nhà. Và hy vọng là các bạn cảm thấy video hay thì hãy like và subscribe kênh Tết Home của chúng mình nhé. Và hãy đón xem video tiếp theo của chúng mình trên kênh Tết Home nha. Và nếu mà các bạn có bất cứ thắc mắc gì thì hãy liên lạc qua số online là 0962 511 511 để bên mình hỗ trợ tư vấn các bạn nhanh nhất nha. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.